Chiều 27 tháng 7, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh, Nghệ An phát đi thông báo truy tìm nghi phạm giết người tại khu vực chợ Cửa Bắc, phường Hương Bình, thành phố Vinh. Nghi phạm xác định được là Phan Công Cương, 44 tuổi, quê ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sau khi gây án, nghi phạm dùng xe máy nhãn hiệu quay màu trắng đen bạc, mang biển kiểm soát 37K191593 rời khỏi hiện trường. Nếu người dân phát hiện nghi phạm, có thể thông báo tới đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh hoặc cơ quan công an gần nhất để bắt giữ nghi phạm. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của người dân xung quanh hiện trường vụ án mạng, ghi nhận khoảng 8 giờ 35 sáng 27 tháng 7, nghi phạm Cương đeo khẩu trang, chạy xe máy tới khu vực hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi, gần cổng sau chợ Cửa Bắc thì gặp bà NVA, 41 tuổi, ngụ phường Quảng Bào, thành phố Vinh, chạy xe máy đi phía sau. Cương chặn xe máy bà A lại, rồi cả hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này có một người phụ nữ đi cùng bà A can ngăn hai người. Bất ngờ, Cương rút dao đã chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp vào bà A. Mặc dù bà này chống cự và bỏ chạy, nhưng Cương vẫn truy sát đến cùng, đâm nạn nhân gục xuống đất và chết tại chỗ. Gây án xong, Cương cầm dao rồi chạy xe máy rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ án mạng xảy ra chưa đến 2 phút.